Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ động thổ khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, gọi tắt là VSIP 3, tại tỉnh Bình Dương. Cùng tham dự sự kiện có Ngài Jaya Ratnam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, Ngài Kim Holland Christensen, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, đại diện các lãnh sự quán, hiệp hội thương mại các quốc gia, vùng lãnh thổ và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Bình Dương, đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Chánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Lộc, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty BKMS IDC, đồng Chủ tịch VSIP Group, cùng các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ động thổ dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam, Singapore, hai nước cùng trong ngôi nhà chung ASEAN có quan hệ tốt đẹp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2023 sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, trong đó các khu công nghiệp VSIP là biểu tượng trong quan hệ hai nước. Bình Dương là địa phương có nhiều khu VSIP nhất tại Việt Nam. Mỗi dự án đánh dấu một bước phát triển mới, đặc biệt là dự án VSIP 3 được triển khai theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ lượng sang chất, phù hợp với xu thế của thế giới và của Việt Nam. Dự án thành công không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương mà còn cho khu vực phía Nam và cho cả nước. Bình Dương thì là một cái tỉnh mà có nhiều khu công nghiệp và VSIP nhất. Chúng ta đã có khu công nghiệp và VSIP 1, khu công nghiệp và VSIP 2 và bây giờ là khu công nghiệp và VSIP 3. Nhưng mà cái quá trình từ VSIP 1 đến VSIP 3 thì nó chuyển biến từ lượng sang chất, từ chiều rộng đến chiều sâu. Đấy. Và từ cái lượng sang chất là rất là rõ. Và đặc biệt đến khu VSIP 3 này chúng ta xác định rất là rõ: xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp của tỉnh Bình Dương để đạt được những thành tựu như vừa qua, góp phần củng cố niềm tin và thu hút các nhà đầu tư, góp phần cụ thể hóa, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương tiếp tục tổng kết, phân tích, đánh giá kỹ các bài học kinh nghiệm, phát huy những bài học tốt, điều chỉnh kịp thời những vấn đề còn tồn tại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với tình hình mới, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới gắn với sự phát triển công nghiệp 4.0, phát triển với xu thế phát triển không ngừng, phát triển thông minh, bền vững, phát triển không để ai ở lại phía sau. Tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, hội nhập sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thế giới, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ nhưng hội nhập sâu rộng, đột phá về nguồn vốn, công nghệ, tư duy quản trị, nguồn nhân lực. Tiếp tục xây dựng khu công nghiệp VSIP 3 trở thành biểu tượng mang đậm dấu ấn Singapore. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư, coi trọng và nâng cao đời sống của người dân tại các vùng dự án. Năm sau phải cao hơn năm trước. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi dựa trên song hành của các nhà đầu tư. Chúng tôi cam đoan với các nhà đầu tư có một môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định chính trị và góp phần chống cái biến đổi khí hậu, chống những cái đột xuất bất ngờ có thể xảy ra như dịch bệnh, như các cái thiên tai lụt lội khác có thể xảy ra. Đảm bảo cho các nhà đầu tư ổn định, đầu tư phát triển lâu dài ở Việt Nam và tạo một cái môi trường pháp lý ổn định. Nó phù hợp với bối cảnh chung của cả thế giới, phù hợp với lại cái hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Đối với tỉnh Bình Dương thì chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cho tỉnh Bình Dương phát triển toàn diện và đặc biệt là tạo các cái cơ chế rồi các cái cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển các cái hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng biến đổi khí hậu, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng văn hóa xã hội để cho người dân được tiếp cận toàn diện để hưởng cái phát triển nhanh bền vững, phát triển bao trùm
cách đầy đủ nhất, cả về tinh thần và vật chất, để người dân có cái cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc hơn. Thời gian qua, việc chuẩn bị triển khai dự án đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ, các bộ ngành của Việt Nam và Singapore, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tổng công ty BKMX IDC, Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore và phía đối tác Singapore, Công ty Samcorp Development. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh hoàn toàn tin tưởng rằng khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 sẽ sớm được khánh thành và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra, hình thành môi trường thuận lợi phục vụ các nhà đầu tư tại tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, đóng góp tích cực vào sự hội nhập, phát triển toàn diện và bền vững của Việt Nam trong tương lai. Chính quyền tỉnh Bình Dương cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh tại tỉnh. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3, gọi tắt là VSIP 3, có diện tích 1.000 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, được xây dựng tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên. Đây là khu công nghiệp VSIP thứ 11 trên cả nước và là khu công nghiệp VSIP thứ 3 tại Bình Dương. Đến nay, đã có 31 tập đoàn và công ty trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất tại VSIP 3, tương đương với 176 hecta đất công nghiệp và 1,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư dự kiến. Trong đó có tập đoàn Lego xây dựng nhà máy sản xuất trên diện tích 44 hecta với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, ông Brabant Arnav, Phó Chủ tịch Lego cho biết, dự án của tập đoàn tại Bình Dương là dự án đầu tư lớn nhất từ một công ty Đan Mạch vào Việt Nam từ trước tới nay. Và đây sẽ là nhà máy bền vững nhất của Lego trên thế giới về mặt thiết kế và xây dựng với trang thiết bị hiện đại. Trong khuôn khổ của buổi lễ, bên cạnh nghi thức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án VSIP 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 22 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịp này đã diễn ra lễ trao biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp đầu tư. Tại buổi lễ, Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức lễ động thổ đầu tư xây dựng khu công nghiệp VSIP 3.